Nhưng nói cũng ba anh em hả? Dạ, ba. Có bỏ một đứa mà. Có. Theo kinh. Dạ. Đừng có, đừng nhảo quá rồi ơi. Chị vừa nó đừng nhảo quá nè. Nhưng mà nhìn đi thầy là còn... Theo độ đó. Dạ. Mạng này cũng lớn. Chém tai nạn nữa nhiều trận. Nhỏ khó luôn. Đúng là bệnh nhiều. Con bị gì ta? Bị... Nhưng mà con cái năm nay hơi có lời ăn tiếng nói chút. Đầu năm tới giờ có lời ăn tiếng nói hay là lời sao chứ? Nói chuyện nơi chuyện không nó có, chuyện có nó không, nó cử cãi rồi kia. Nhưng mà chị này có tính thương người, giúp người. Là mơ mất quán. Ha. Tự mấy trận rồi. À, thấy người ta khổ mình giúp cho xong trái ngược quay lại nó chửi mình về. Vậy là ba mẹ hôm nay bao nhiêu tuổi rồi, bao nhiêu rồi? Ba là tuổi mèo, mẹ tuổi dần. À, mèo là tuổi với chú. Hôm nay năm tới năm 7, năm 8 rồi. Dạ. Phải ổng tuổi dần, bà tuổi mèo là giàu lắm. Dạ. Đi ngược số, chặt sách. Dạ. Năm nhâm nữ quý thì sang, mà năm quý nữ nhâm gian nan chút đời. Giờ ở nhà 10 tiền lầu vẫn cực là cực. Dạ. Lo trong lo ngoài đủ thứ. Dạ, thấy mẹ con lo không à? Thì đúng rồi, nó đi chặt sách người ta mà. Lên là sao chứ? Đáng lẽ là ông bà mẹ của con là quý mẹo là tốt. Dạ. Ba mới là nhâm dần, mà ngược lại là ba quý mẹo, mẹ nhâm dần. Là mang hai đứa này khá, nhưng mà thay đổi nhà cũng hai ba chập rồi nha. Trời ơi, thay đổi nhiều lắm luôn, hồi xưa tới giờ luôn á. Ơi, nhưng mà chứ thấy thay đổi hai ba chập rồi. Nhưng mà nay là ổng cho chú hay là sao? Nó đâu rồi, ổn rồi, tính chân năm tới gì cũng sửa sang cái gì đi. Sửa nhà hả? Ờ. Hồi xưa khổ lắm luôn á. Ý là hồi xưa mẹ nói là hồi xưa là cũng là vậy, là cũng như là có tiền, bây giờ mới cưới á, xong rồi làm ăn là cũng có tiền, xong rồi sau đó là bắt đầu bệnh con với anh con bệnh, trời ơi, bệnh cái là dây nợ thôi. Ừ. Chị qua khách hàng hay nhận hàng ạ? Chị với bạn giới thiệu kìa. À, đúng như thế. Bây giờ mình có cân lên để chị mình xem qua bên kia cân giới thiệu. Đi nhỏ. Bên công ty mình có cái bàn cân lớn phải không? Đúng rồi, nhưng mà qua bên này chưa có cân, qua bên này nghe bảo vệ ông lắp bên tổng lực mà chưa lắp được đấy. Con phải theo xe cân thì đường chuẩn. Tổng lực lên thì? Cân tổng trọng đường á, cân cả cái xe luôn á. À. Cân theo cục vô lúc cân nó hư này rồi. Cái đó cũng lắp cũng lâu à. Cái chìa khóa này là ai nhung điện qua ai là lấy kêu lại như nó tên đó em. Qua chú mua hai ly nước mía không đá. Ủa chú mua hả? Chú mua để đây nè, cho ly viên ly rồi, cho nhung ly rồi, cái nhung đi về luôn. À. Và sau vậy để nhung mới đưa cho mấy đứa mua thêm vô nữa. Là chú mua hả? Chú mua hai ly à. Giờ này cũng sưng chú này, một cục còn lừng luôn chú này. Từ từ lúc mà bị là người ta cái muối, muối bọt á, tối ngủ á là đắp cho nó. Em rửa coi. Nó muốn chai rồi đó, nó mới từ từ nó mới tan ra. Lúc đầu á là phải có muối bọt, rồi mà xong mình đắp lên cho nó tan, nó bầm ở chỗ đó đó. Muối bọt mình trộn với nước thôi chứ. Có mà già mà đã dùng chứ không có mà già đâu. Không ai được hết chứ. Già là già ăn cầu. Thì nó ba chắc băng ngoài con luôn. Ba đỡ đó, chứ không đỡ là nằm xả tay luôn á. Con còn bà cụ, bà còn bà bằng cái... Nè, cốc lão á.
cốt lậu hả? Ừ. Mẹ là bà cố rồi. Bà cố đó. Là mẹ của mẹ con á. Đúng rồi. Bà cũng cứ trâu nhiều lắm. Bà mới mất mẹ năm. Mới mốt nữa có đám giỗ nhà cũng bà cốc đó đó. Mua cho chú đi một dĩa trầu cao, bốn lá trầu. Dạ. Cao sẽ làm tư vô trầu thuốc xỉa. Dạ. Ghi lại. À, cũng gia chủ quyền thích tổ nội ngoại nhà hay gì đó đổ cho con cháu nào giờ không biết thì không biết thôi, giờ có chi con cũng nấy. Dạ. Ngon dùng ngon mà dở dùng dở, ăn thua mình dám. Dạ. Vậy thôi. Như này chú nói cái giận ốc rồi. Con đi xe đi xe cũng nhiều người nào con có người theo vậy này giúp đỡ lắm. Nhưng năm nay tại vì năm tuổi con thua con chịu nha, mất xe này. Chị mẹ mất này, điện thoại này, laptop này, tiền này, tệ này, đủ thứ tiền từ đầu năm giờ tài con ba con tan tay liên tục đó. Tuổi gì quên rồi? Con rắn. Cái gì? Tuổi tỷ hả? Ủa? Đinh tỷ. Hả trời? Đinh tỷ. Ôi ôi là nhầm. Kỷ. Kỷ tỷ. Năm nay năm hỏi nè, nhận thân tỷ hỏi kỹ luôn nha, chắc luôn. Năm nay kỳ, năm thô kỳ nữa. Năm nay kỳ nặng nè. Tỷ dậu sủ có tan tay, giá này cũng tan tay, này cũng tan tay 3 năm liên tục. Mà tâm tay năm đầu nặng hơn hay chú con nè. Năm đầu là năm nay nó mới nặng nè. Là nặng rồi mấy năm sau là nhẹ hơn rồi. Mấy năm sau thì đỡ. Xe, tiền, điện thoại mất sạch sẽ lắm. Nằm vô nhà để sạch sẽ. Lập tục, em bạn mất không có gì hết. Nè, như ông Tám bảo vệ nè. Rước mà ấy đó chú nói đó. Cẩn thận nha, cái tháng đó đó. Cho chừng dính dáng chính quyền pháp luật. Bữa đâu nghĩ ông về nhà ông đi ngang coi đấy gà hốt à. Vô công an hốt mất cái 8 triệu mấy giữ luôn mất tiêu luôn tới giờ rồi. Đi xin lại đâu được đâu, chứng minh dân nó giữ luôn. Vậy đó sao làm lại hả ta, hay là sao nó giữ mà sao làm được. Mày biết đâu, thì nào trả thì nó phạt. Mỗi gì làm tới 8 triệu dưới ta. Tiền lương cũng gom là tính gửi về quê. À, ý là cầm theo xong rồi bỏ trong mình nữa. Mà ngưng để đi cái khúc đường từ chỗ công ty mình chạy dài tới đây trên đường đỏ, lúc đó là có tai nạn nhiều. Dạ. Chết chóc lúc đó nhiều quá thì đi lên đó làm ơn chạy chậm một chút xíu rồi niệm Phật 3 tiếng rồi đi. Chúng con đã đưa con hay niệm Phật lắm. Như lúc kia như rồi, tại vì thương thương như này, những cái chỗ nào con là thể nó chạy trôi, có đầu cửa nào con niệm được mấy câu. Thì điện con nó như vậy. Cái kiểu tại vì cái chỗ con không nhận thiện nó thôi. Con thương thương nó con phần hay niệm về này là cái chỗ nào có thằng làm chuyện con sẽ niệm cái chỗ đó. Tại vì con chỉ cần một lần nó gần về nhà con là cái thằng đó nó tệ cho một cái là nó thở dốc xong mấy người này là hấp hồi hợp nhà gọi là hỗ trợ cho nó đó. Mà khi con trẻ về xong chỉ con quay rồi đó là bắt đầu khi là nó hợp nó chạy cho nó đất nó chạy từ cái đó qua đó. Cứ nào con cũng phải niệm, một ngày con phải niệm 2-3 lần ở chỗ đó thì con chỗ đó con niệm. Bởi vì cái chỗ nào nó có thể người chạy con sẽ niệm ở chỗ đó. Cái tình con nó như vậy. Chú sáng 4 giờ mấy chú thức rồi. Thức tắm rửa vô rửa mình nãy là sẽ giúp miệng xong rồi lên thắp ba cây hương, một cây hương vậy đó. Dâng trên trời Phật mẹ quan âm. Tổng nghiệp của quyền thức tổ ông bà. Bây giờ chính chích về độ trên nhà cửa tên tuổi chú vậy đó. Con cháu vợ chồng con cái đi đến nơi những chốn bình an vô sự tai qua được khỏi được bệnh tiêm trừ đều làm đến thì giữ mình đi. Rồi dọc đường này giá mẹ quan âm nè. Thi dọc đường chứ chú giá hoài cái gì nè, chú ngồi đây chứ gì cứ ti chứ cứ đứng bóng đây chú thấy có mấy bóng nè. Dạ chú. Đi đâu rồi, điện thoại nè. Rồi là hồi đó chú đi học mà hay là tại chú coi được không? Có học luôn chú, đó chú giáo viên mà. Giáo viên mà đó có cái bà đó, bà làm thầy. Làm thầy bà nói nửa sau á mày làm thầy đó. Chú cự rồi chú nói trời ơi con thầy gì, con thầy giáo mà còn gì nữa không, mới mất thầy kia kìa con không. Rồi tự nhiên cái là coi được. Tự nhiên tại chú có phần mà. Dạ. Rồi mới một lần chú dẫn mười mấy chục năm nay đi núi mà. Núi đi nguyên đoạn là 60-70. Có mấy năm nay lên đây là năm mấy hai năm nay là lên đây làm không đi không. Chứ hồi đó chú thầy giáo là dạy gì chú? Chú dạy sinh rồi nhạc và thể dục. Giáo dục công dân thiếu giáo viên nó bắt cùng dạy tùm lum hết trơn. Mà thời điểm lúc đó bao cấp luôn.
đi chạy đi chữa hả? Chị xong hả? Chữa làm gì nữa? Cục bạc hả? Cục bạc. Chị tưởng em tìm chị thì em đừng có điện thoại mỏ mỏ. Chị tưởng là em tìm chị vậy em chạy xe ra đây. Hậu để em ngồi đi chưa kia chưa. Chị thấy em đừng ngồi ngồi chị bảo chắc em tìm chị. Nói vậy công ty mình đây là mấy công trình đó, mấy nhà thầu đó, mùng 1, 15 mình cũng cúng dọn cái bàn chút rồi đó. Gà, hôm qua trái cây cũng tiền nhận bạc cũng đúng đi chia luôn. Còn bên công ty bên xưởng mình vẫn á, năm ngoái á, chân mũi mùng 6 rồi. Vừa cân tham mạnh cái chị Duy xem phi trường mấy quân thị Tây Măng. Lên đầu năm á chú lên cúng chú tại trường kho đó xưởng luôn đúng rồi chú giá là ông Nguyệt với ông Phượng đó, với ông Nghĩa cha xe nè chú giá nghe hay quá chú tôi nói ai biết ông ứng bà động mạng ứng chú muốn giá sao tôi giá đậu cho công ty mình tay phải chân công nhân nha mình tay phải chân mau chống mẹ làng mang phát tài phát lộc tấn tài tấn lộc tấn bình an cho mọi sự điện may mắn đem đến kéo khách hàng cái đất ra đông hơn cái nữa năm gậu mấy đứa nó la làng luôn nó trời ơi con gái cái làm bằng chết mẹ luôn. Nó biết rồi của quốc đức của mấy ship quá chứ sao mấy người bên Đài Loan Trung Quốc đầu lần tôi cũng cúng chị lắm á. Đây nè phong thủy là hai con chị Lô con chị Lân đó, hai chị Lân hai bên kia có cái Phật cũng tầm 200 triệu con năm ở trong kho con kia. Mấy cục chống là mấy cục gì? Phật Quân Âm đó. Một cái Phật Quân Âm 200 triệu đó, thằng Ngọc á. Chưa hả? Chưa trả gì không hả? Trong kho con nó kìa, chữa rồi. Là đưa chỗ thì chỗ cái... Đúng rồi, để cái chỗ đó là ống xây ra đó. Trực cửa phong, trực cửa phong á. Mẹ Quân Âm nằm, mẹ Quân Âm ngồi đó đó. Nó có xe cho miếng cái bực về lên miếng đường da ra nữa, thắp phương hay gì đó ha. Có thì người ta làm hết luôn á. Cái Phật Quân Âm là 200 triệu đó. Còn cái kho chị? Cái kho đó là kho gì? Kho đó là kho để hóa chất mà tại vì giờ kho con an toàn nên có chìa khóa nên ông gửi đó. Chứ còn trong này là có chìa khóa nên ông không gửi. Chứ tại vì cái đó nó mắc tiền quá. Nó chưa làm xong mà cái kho chắc chứ. Ốp bay chắc cơm với hộp muối làm đi đừng có để lâu. Rồi vậy nè cầm. Sáng mai tụi chú nhớ nhắc cho con mà con quên hết rồi. Còn hốt mua không có bọt về nhà nếu mình cầm tay trái nè bên đây nè nay con xin xả xuôi nè xả bệnh nè xả quặn xả tay xả nẹn ném ra cửa chú đó mình ném đứng ở trước cửa mình ném cầm muối lên chai nè cầm cái bọc bên đây cầm bọc muối nè cầm bên đây tự đưa qua dây phải giục qua dây trái giục qua đây ba nắm muối giục xả bệnh xả quặn xả tay cầm bọt răng kia chuyện hết tầm mấy tay chú mình cầm trong cái bọc nó kéo gì cũng được mình hốt vô tay nè mình hốt qua ba giốt thôi trong cái bọc mình có đủ luôn á hay là mình đủ bao lâu thôi muốn đổ ra chén cũng bọc bọc vừa vừa thôi. Dạ con đi chú chị đi nhé. Cái đây